tệ nạn lan tràn khắp thành phố. Khi các vị dân cử chỉ lo cho lợi ích cá nhân, trong khi các khu phố thì đổ nát tàn tệ. Nhiều khu phố thương mại lỗ lã bị bỏ trống, lực lượng cảnh sát suy giảm, người vô gia cư tràn ngập trên đường phố và tự do sinh sống trong các công viên của chúng ta. Quản lý tài chính sai lầm dẫn đến thành phố gần phá sản nên phải tăng thuế để bù lỗ, lãng phí tiền thuế của cư dân, tăng lương nhân viên thành phố thái quá, dùng chính sách gia đình trị để bổ nhiệm người không hội đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quan trọng, thay đổi nội quy chương trình nghị sự nhằm bịt miệng các nghị viên không cùng phe phái, đánh mất quyền lợi của nền dân chủ, đánh phá, đe dọa và đàn áp những người đối lập và kém ăn văn. Thủ lĩnh băng đảng bộ ba trí tà đã lạm dụng cảnh sát thành phố để gây áp lực đến các doanh nghiệp địa phương và trừng phạt kẻ thù chính trị. Thành phố đã phải trả $500,000 trong một vụ kiện sau khi thành phố bị buộc tội đe dọa, đàn áp và trả thù với các cư dân và nhân viên thành phố. Vì những lý do đó, xin mọi người trong thành phố hãy ký đơn kiến nghị bãi nhiệm trí tà Kim Lee Hồ và Charlie Chí Nguyễn. Thông cáo này được authorized bởi Westminster United và công ty Kiều Hoàng Cậy đang có trả tiền. Đài truyền hình SET không chịu trách nhiệm nội dung này.